Nhìn Trang xinh phết nhỉ. Anh thật. Dạ. Anh kể chuyện Trang nghe nhá. Hồi xưa ở trường đại học ấy, anh được giữ lại làm giảng viên đấy chứ. Nhưng đúng cái thời điểm đấy, hồ sơ du học Mỹ của anh được chấp nhận. Anh thật, khi mà anh đi Mỹ á, nữ sinh ở ký túc xá Việt Nam ấy khóc thành dòng sông luôn. Anh thật. Và mặc dù lúc đấy anh mới là trợ giảng thôi Trang ạ. Qua Mỹ phiền lắm. Con gái ông viện trưởng nhá, một ngày phải messenger cho anh 5 lần. Anh đắt xô thế mà sao lại phải... À ừ, thì bởi vì là lúc đấy anh tập trung cho việc học hành, làm gì có thời gian mà yêu đương. Hồi đấy anh mà bén duyên với tình yêu, anh nói với Trang anh thật, có khi bây giờ anh đang ngồi ghế viện phó rồi đấy. Anh thật. Em nghe cũng tiếc cho anh. Có gì đâu mà phải tiếc em. Có khi anh thật, hôm nay tình yêu của anh mới đến. Này, anh cho Trang xem ảnh hồi xưa anh đi du học nhá. Đây rồi. Này, Trang thấy chưa? Trang có nhìn thấy anh không? Trang nhìn thấy anh chưa? Mặc áo đồng phục. Ai cũng mặc đồng phục anh ạ. Em chưa nhìn ra anh. Đông quá. À ừ, đúng rồi. Mà bên đấy nhá, cái gì cũng to. Về Việt Nam nhá, mọi thứ bé lại, anh bị hẫng. Anh thật. Bây giờ anh sẽ cho Trang xem mấy cái ảnh mà anh chụp selfie ở bên đấy nhá. Đẹp trai, tài tử luôn. Chụp với tự nữ thần tự do. Quảng trường thời đại. Đẹp trai chưa? Mà thôi, anh bảo này, ngắm ảnh làm gì? Anh với Trang ở đây, ngắm nhau sướng hơn, anh thật. Anh cứ hài hước ạ? Ơ, cũng tùy từng người đấy. Phải hợp anh mới thể hiện cái sự hài hước đấy ra, anh thật. Này, nghe mẹ anh bảo ấy, Trang đang làm quản lý ở một cái tập đoàn gì to to lắm đúng không? Cũng bình thường mà anh. Đúng là không nhìn mặt bắt hình dong được. Ai ngờ trẻ trung xinh đẹp thế này lại còn đeo cái ba lô con gấu cute. Ai mà ngờ bà cô già ngoài 30 mót lấy chồng xinh dịch em nhỉ? Chắc là không sốt bằng anh đâu nhỉ? Ồ, cái giọng này là dỗi rồi. Có gì đâu, mẹ anh kể. Mẹ em cũng lo cho em lắm. Tuổi này lấy chồng là chuyện bình thường em ạ. Có gì đâu phải lo. À cái gì nhỉ? Tập đoàn em làm là Hoàng Kim à? Thế lương thưởng rồi lễ lạt Tết nhất như thế nào? Chắc không phải nghĩ em nhỉ? Hôm nay em đến đây bằng gì đấy? Em có đi ô tô không? À em... Anh bảo nhá, hai vợ chồng mình lấy nhau về ấy, chỉ cần một cái ô tô thôi Trang ạ. Bán bớt một cái ô tô đi. Thì anh thật. Mẹ anh bảo bán để dồn tiền mua nhà. Với cả nếu Trang nhá mà có nhà riêng rồi, bọn mình tìm cách là dồn tiền là mua một cái nhà to hơn. Anh thật. Anh ơi, em xin phép đi vệ sinh ạ. Em nói thật. Alo, Trang Trọng ơi, em bảo. Cái quả ra mặt của chị không đỡ được luôn. Mắc bệnh tự mê muội bản thân đi, kinh vãi. Chị đang vội, nói nhanh. Ok bà này, em đang phải hứng quả thối chị đấy lại còn gắt lên với em à? Nói gì nói đi, nhanh lên. Tóm lại là ấy, em thấy quả này hãm lắm. Không nên cơm cháo gì đâu. Đến bây giờ chị định giải quyết thế nào đây? Em tự giải quyết đi, lát nữa xong việc chị sẽ ới. Ơ, tự nào được chị? Lật bài ngửa luôn đi, thế nhá. Ơ, từ, lật bài ngửa là như nào? Là hiện nguyên hình luôn đi, không cần phải cầu diễn nữa. Kì yên tâm, sẽ không ai có thể chịu đựng được con người thực sự ham ăn tục uống của Vân Vân Ba Chấm đâu, thế nhá. Lộ nguyên hình á? Lộ nguyên hình ạ? Nào, lộ nguyên hình được. Chả mấy khi Vân Vân cô nương ba chấm ra tay, ta sẽ cho công tử ba hoa bốc phét sĩ diện nhà ngươi một bài học nhớ đời. Em gọi đi. Tự nhiên đi Trang. Anh thật. Anh cho em một tiramisu này, một chi cách, một mì Ý và một khoai tây chiên. Trà đào cam giả cũng ngon anh nhỏ. Ừ. Thế cho em thêm một trà đào cam giả và một chocolate. Em cảm ơn nha. Dạ. Nhưng mà anh chị gọi nhiều thế, liệu có ăn hết được không ạ? Anh yên tâm, mình em ấy gấp đôi cũng hết. Dạ. Dạ, em xin phép ạ. Nhìn Trang bé tí thế mà ăn kinh phết nhỉ? Thì cuộc đời mà anh,
Có những thứ ấy, lúc trước thì đúng, mà lúc sau thành sai be bét. Em nói thật đấy. Wow, ngon thế. Chúc anh chị ngon miệng ạ. Em cảm ơn nhé. Anh ăn với em không? Nói thật với Trang là những cái đồ này nó không tốt cho cơ thể với cả răng miệng của anh. Thế nên là thôi Trang cứ tự nhiên nhá. Anh thật, mời Trang. Thế em tự nhiên nhá. Ừ, Trang tự nhiên đi. Ngon nhở anh nhở. Ừ. Ngon ngon. Chị ơi, chị để quên đồ ạ. Em cảm ơn nhá, ăn làm mình nó thật đấy. Được. Em cảm ơn ạ. Thẻ sinh viên Lê Vân Vân. Đưa đây. Có gì đâu anh. Ơ kìa. Đưa đây. Cái thẻ sinh viên cũ của em, nó ghi nhầm tên. Chứ tên em là Lê Vân Trang mà. Anh nhìn thấy rõ mà. Vâng. Tên trong đó ghi Lê Vân Vân, có ảnh của em. Thẻ có giá trị đến hết năm 2022. Cũ đâu mà cũ. Rồi. Anh hiểu rồi. Hồi nãy em nói câu gì nhỉ? Có những thứ vừa mới đúng mà ngay lúc sau là sai bé bé. Là đây đúng không? Cô Trang đâu? Chị em. Thôi chị... Đùa. Tôi biết rồi. Cô Trang thuê cô đến đây để ra mắt. Và hai cô nghĩ rằng thằng này đần độn. Không, đúng không? Không ạ. Tôi sẽ về kể hết cho mẹ. Ơi, anh ơi, anh. Tôi và mẹ sẽ bắt các người phải trả giá. Tôi nói thật. Ơ kìa anh ơi. Mẹ mình mà biết chết.